Wow. Yeah. Đẹp trai. Đẹp trai. Trẻ quá rồi chị ạ. Em thấy không còn tình trạng về chân chim nếp nhăn nữa rồi đấy anh ạ. Anh ơi, anh cảm thấy thế nào ạ? Anh cảm thấy rất trẻ và đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn ạ. Bác sĩ thì rất tốt. Dạ. Và công nghệ này rất tốt và dịch vụ ở Việt Nam rất tốt. Hôm nay anh dành cho Giang Nam quá nhiều lời khen luôn. Ngay sau ngày hôm nay khi mà vừa làm đẹp xong thì buổi tối ngày hôm nay anh chị có chương trình gì chưa ạ? Tối nay chắc chắn là sẽ phải có buổi hẹn hò lãng mạn rồi anh nhỉ? Bây giờ nhá, xong làm đẹp xong rồi này. Sức khỏe thì ok này, không có bị cản trở cái gì. Thế bây giờ anh muốn đi đâu? Đi thăm phố ở đâu nào? Để em đưa anh đi. Muốn xung quanh Hồ Gươm để Hồ Gươm. Chúc anh và quay nhiều video. Và sau đó có thể đi ăn đồ Việt. Ăn đồ Việt Nam, Việt Nam. Đi chụp ảnh ở Hồ Gươm đúng không? Đúng rồi. Thế thì anh có muốn mặc một bộ áo dài của Hồ Gươm không? Để em thuê cho anh. Được. Vậy thì chúng mình sẽ chụp nhiều ảnh nhé. Ok. Ở Hồ Gươm mà mặc áo dài chụp ảnh là rất là đẹp đấy ạ. Ok. Rồi xong rồi đi ăn, em sẽ đưa anh đi rất nhiều những món ăn vặt này, những món nổi tiếng của Hà Nội này. Okay. Thế ngày hôm nay anh chị đi hẹn hò xong thì có những bức ảnh thật là đẹp lung linh và gửi lại cho Mega Nam nhé. Okay. Cảm ơn anh chị. Anh ơi, anh có thể chia sẻ cho em một vài lý do tại sao mình lựa chọn dịch vụ Mega Fiber tại Mega Gangnam để tiến hành thực hiện làm trẻ hóa không ạ? Many people are watching live stream. They're wondering why you are men, but you also like go to beauty salon. Can you share a little bit about the reason why you decided to do Mega Fiber? I am a pharmacist and I also know about beauty technologies. I'm British and I used to do beauty treatments with my wife in the UK. I came back to Vietnam to celebrate Tet with my wife and she asked me to go to Mega Fiber. So I went to find out and I got a lot of good advice from the doctor. So I decided to do it first, to try it first, to see if it was safe and then let my wife do it. Anh có nói là anh là dịch sĩ, là anh đã biết đến các công nghệ làm đẹp ở nước ngoài rồi. Thì anh đã từng làm đẹp với vợ ở bên Anh. Và khi mà anh về Việt Nam ăn Tết cùng với vợ thì vợ anh có muốn là được đi làm Mega Fiber, nhưng mà anh cũng cùng vợ cũng hiểu công nghệ này và anh đã hỏi bác sĩ rất là nhiều và muốn là được tư vấn kỹ càng, nên là khi mà anh thấy là bác sĩ bên Mega Nam trả lời hết các câu hỏi của anh thì anh thấy là an toàn, là anh có cùng vợ làm ạ. Sau khi tiến hành thực hiện liệu trình xong rồi thì anh có thấy rằng là có đúng với những sự tư vấn và thăm khám trực tiếp của bác sĩ không? Và có an toàn như sự chia sẻ từ bác sĩ không ạ? After treatment, exactly we advise you, your face will be younger and safe. You won't feel any pain and no damage, right? Right, I don't feel any pain and I don't see any swelling or bruising. I did HIFU and Thermage in the US, but the effect is not as good as this. I still can't believe that Vietnam has such a good rejuvenating technology. HIFU can only lift about 60% of wrinkles and Thermage can only remove small wrinkles. But Mega Fiber has the ability to lift and remove wrinkles by 90%. Cảm ơn anh đã dành rất là nhiều lời khen cho Mega Gangnam ngày hôm nay. Mọi người ơi, mọi người thấy rằng đó là những sự chia sẻ thực tế của anh Robert khi đã là một trong những khách hàng mà thực hiện trực tiếp dịch vụ Mega Fiber rồi. Thì còn ai đang băn khoăn về
nhan sắc của mình. Còn ai đang băn khoăn muốn cải thiện về vấn đề trẻ hóa da thì hãy tới ngay Mega Gangnam để tiến hành thực hiện dịch vụ Mega Fiber. Mega Fiber không chỉ là nâng cơ, không chỉ là xóa nhăn mà sẽ còn sử dụng ứng dụng với collagen tự thân được chiết tách từ huyết tương, giúp mọi người có thể được đầy đặn và gương mặt của mình sẽ trở nên rạng rỡ hơn, trẻ trung hơn rất là nhiều. Chính vì vậy nên là những ai đang quan tâm thì ngay lập tức để lại số điện thoại tại livestream này, chuyên gia tư vấn của Mega Gangnam sẽ liên hệ lại để tư vấn ngay cho quý vị khách hàng nha. Anh Robert ơi, anh có thể cho em hỏi rằng là anh có cái cảm nhận như thế nào về đội ngũ bác sĩ của Mega Gangnam trong cái đợt lần làm liệu trình này của anh không ạ? Very professional and able to answer all my medical questions. Anh Robert có chia sẻ là anh cảm thấy là bác sĩ có chuyên môn và tay nghề cao, thậm chí là còn trả lời được hết cả câu hỏi về y dược mà anh có đặt ra. Anh nghĩ sao về phòng công nghệ cao của Mega Gangnam ạ? Because I work in the pharmaceutical field, I know about technology research departments, and I find it strange that Vietnam has medical practices that are quite standard with international standards. Sterile, bright, clean and modern, high-tech machinery and equipment. There is simulation of future image. Very, very good. Cảm ơn những sự chia sẻ của anh. Bây giờ em xin phép là mời anh nằm xuống để y tá tiến hành vệ sinh mặt và hoàn thiện cho mình liệu trình anh. Cảm ơn anh.